ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào quý khán giả Sài Gòn trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả Sài Gòn một ngày Chủ nhật nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và người thân nha. Ngày thứ hai bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thì video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến cầu Úc Gò Công và những tin tức khác ha. Như thường lệ Xuân Mỹ sẽ vào kênh YouTube và nhắc mọi người nhớ chúng ta còn có ngôi nhà của cầu Úc Gò Công đây ha. Kênh YouTube Hồ Văn Cường Official viết in đầy đủ dấu với 166.000 người đăng ký và với cái MV mới nhất là Cung Đàn Thương Nhớ vừa đạt triệu view. Đây cả nhà, rất mong mọi người mỗi ngày có nghe ở đâu thì nhớ quay lại đây truy cập để kênh YouTube của Cường tăng tương tác với khán giả trong thời gian chờ show diễn cũng như trong thời gian chờ sản phẩm mới ha. Đây mọi người, nhớ nha mọi người. Chúng ta có thể nghe những bài hát yêu thích, MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê, Chăn Hờn Tuổi, Cổng Mẹ. Xuân Mỹ ngày nào cũng như Hồng Như là ngày nào cũng có mở cổng mẹ đó cả nhà, với bài mẹ tôi á. Rất là thích, rất là thích. Rồi, bây giờ sang trang fanpage. Thì trang fanpage của Cường thì cả nhà biết rồi ha, 16.000 người theo dõi. Với cái, bởi vì đã có một cái câu khẳng định đây là fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường rồi, cho nên chúng ta hãy tự tin sử dụng Facebook thì tương tác vào đây để làm chi, để biết thêm những cái thông tin liên quan đến show diễn của Cường. Và ai muốn liên lạc với Cường liên quan đến âm nhạc thì gửi mail contact.hovancuong@gmail.com, contact.hovancuong@gmail.com ha mọi người. Và biết những cái thông tin liên quan đến show cả nhà, Xuân Mỹ xin lỗi nha, thông tin liên quan đến show nè, ví dụ show 30 tháng 4 hôm nay là 28 rồi, ngày kia tức là ngày mai ngày mốt là sẽ tới và xem live stream show diễn của Cường ha, xem live stream show diễn của Cường. Thì hôm nay ở trên trang fanpage của Cường, Cường đã cập nhật lại cái poster rồi nè. Cái poster này là poster mới đó, hôm qua bên công ty S Entertainment đã thông báo lại cái điểm diễn và cái poster Cường đã thông báo lại là trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương số 1138. Đây. Số 1138 tỉnh lộ 43 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà. Nè, Cường đã up lại cái poster mới rồi nha. Số 1138 tỉnh lộ 43 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ha. Đơn vị tài trợ là Hạt Ngọc Gạo Hạt đơn vị là công ty Hạt Gạo Ngọc và đơn vị sản xuất là S Entertainment. Thì chiều hôm qua thì Xuân Mỹ đã có thông tin nhanh cho cả nhà là bên S Entertainment đã có một cái thông báo là dời điểm diễn từ quận 3 ra thành phố Thủ Đức ở trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào ngay S Entertainment để Xuân Mỹ đọc lại cái nội dung này và cho cả nhà biết thêm nguyên nhân, lý do như thế nào là dời đi ha, lý do như thế nào để dời cái điểm diễn đi. Đây, S Entertainment là thông báo ngày hôm qua rồi phải không cả nhà. Xuân Mỹ đọc lại cái thông báo này để cho mọi người nắm một lần nữa, vì có thể hôm qua mọi người nghe thông tin có thể là mập mờ, giống như là nghe chưa có rõ thông tin. Thì Xuân Mỹ xin đọc lại cho khán giả nghe rõ với những ai nghe chưa kịp. Ban tổ chức trân trọng thông báo, S Entertainment xin trân trọng thông báo vì lý do bất khả kháng, bên sân khấu Sài Gòn Nai trực thuộc tầng 8 tòa nhà Raymer 104 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, và công ty Sài Gòn Nai chưa tuân thủ đầy đủ an toàn phòng cháy chữa cháy nên ban tổ chức đành phải thay đổi sân khấu trong sự tiếc nuối vì sự cố này. Phía bên công ty Sài Gòn Nai đã nhận lỗi, hứa sẽ gửi công văn trực tiếp trên truyền thông và xin dời chương trình lại. Nhưng vì uy tín của công ty S Entertainment đã làm là không thể nào làm ảnh hưởng đến quý vị khán giả nên S Quang Ngọc, đại diện là giám đốc sản xuất của show, xin thông báo đổi sang địa điểm khác. Chắc chắn thiết kế sân khấu và khán phòng sẽ làm cho quý khán giả hài lòng và không bao giờ thất vọng. Thời gian thực hiện điểm diễn mới là 19 giờ ngày 30 tháng 4 tại 1138 tỉnh lộ 43 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 971079 là số hotline của S Quang Ngọc đó cả nhà. Và đây S Quang Ngọc cũng đăng kèm một cái thông báo của công ty cổ phần Địa ốc Vàng, đại diện Lê Dũng, chức vụ là giám đốc thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 2024, thông báo về việc chưa thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Để Xuân Mỹ đọc to cái này cho cả nhà hiểu nha. Đây là lý do tại sao mà S Entertainment dời từ sân khấu Sài Gòn Nai qua Thủ Đức. Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành xin lỗi bên ban tổ chức công ty S Entertainment và giám đốc sản xuất S Quang Ngọc vì phía sân khấu chưa đủ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nên vì lý do đó, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến quý công ty S Entertainment cũng như giám đốc sản xuất S Quang Ngọc và đặc biệt là quý vị khán giả. Chúng tôi xin được phép dời lại show vì lỗi do chúng tôi chưa thực hiện được đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Mong quý vị khán giả và ban tổ chức thông cảm bỏ qua. Đó không phải là lời bào chữa và chúng tôi thực sự xin lỗi vì những hành động thiếu cẩn thận của mình. Trong tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ luôn xác nhận lại với quý đối tác để đảm bảo hiểu rõ tình hình. Trân trọng cảm ơn đại diện công ty cổ phần Địa ốc Chuông Vàng, giám đốc Lê Dũng. Như vậy là họ có một cái văn bản thông báo về cái việc phòng cháy chữa cháy cho S Entertainment. Và cái thông báo này được ký ngày 27 tháng 4 là ngày hôm qua. Được ký ngày hôm qua cho nên S Quang Ngọc mới lên thông báo nè cả nhà. Hôm qua thì bạn ấy đính kèm cái thông báo này. Đây, đính kèm cái thông báo này cùng với cái thông báo dời địa điểm của S Entertainment nè. Rồi sau đó S Quang Ngọc mới có một cái thông báo này. Trân trọng thông báo S Quang Ngọc. Sau đó bên S Entertainment có tiếp. S Entertainment xin trân trọng thông báo vì lý do bất khả kháng bên sân khấu Sài Gòn Nai trực thuộc tầng 8 tòa nhà Remer 104 Cao Thắng, quận 3 và công ty Sài Gòn Nai chưa tuân thủ đầy đủ an toàn phòng cháy chữa cháy nên ban tổ chức đành phải thay đổi sân khấu. Trong sự tiếc nuối vì sự cố này, phía bên công ty Sài Gòn Nai đã nhận lỗi, hứa sẽ gửi công văn trực tiếp trên truyền thông và xin dời chương trình lại, nhưng vì uy tín của công ty S Entertainment đã làm là không thể làm ảnh hưởng đến quý vị khán giả nên S Quang Ngọc đại diện là giám đốc sản xuất của show xin thông báo đổi sang địa điểm khác. Chắc chắn thiết kế sân khấu và khán phòng sẽ làm cho quý khán giả hài lòng và không bao giờ thất vọng. Thời gian thực hiện 19 giờ ngày 30 tháng 4 2024, địa điểm 1138 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 971079. Và ở đây thì ban tổ chức có thêm một câu: ban tổ chức xin được hỗ trợ chi phí xăng di chuyển mỗi vé 100.000 để cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ, xin cảm ơn. Như vậy là cái thông báo kia là buổi chiều là Xuân Mỹ đưa tin cho mọi người đó, thì tới cái thông báo này là đến tối thì S Quang Ngọc cũng đăng tải kèm một cái video làm việc với bên sân khấu Sài Gòn Nai để cùng nhau làm sao trong cái thời gian ngắn nhất đó để chúng tôi tạo ra vẫn đảm bảo được ngay. Đây, thông tin thêm với đại gia đình. Thông tin thêm. Theo như giám đốc sản xuất S Quang Ngọc. S Quang Ngọc làm việc trực tiếp với Lê Dũng cả nhà. Tại sao mà chúng tôi đơn vị sự kiện Thanh Lịch đã bắt đầu đồng hành để cùng nhau làm sao trong cái thời gian ngắn nhất đó để chúng tôi tạo ra vẫn đảm bảo được cái chương trình tiến độ. Mình chỉ thay đổi một chút về địa điểm thôi, nhưng mà sẽ là một cái phần quà rất là lớn từ công ty, sẽ giúp cho tất cả các fan cũng như là khán giả sẽ đến xem, thưởng thức được một sân khấu mà sẽ có rất nhiều điều đặc biệt, rất là nhiều điều giá trị mà anh em ekip cũng như là sự kiện chúng tôi sẽ đem lại. Và ngày hôm nay các anh em sẽ cố gắng làm sao ra được thiết kế nhanh nhất để bắt đầu triển khai công việc và đảm bảo tính chính xác là tối 30 vào lúc 19 giờ là bắt đầu chúng ta sẽ xem show. Nhưng mà quý vị phải đến sớm hơn một chút xíu, khoảng tầm 18 giờ chúng ta có mặt. Địa chỉ thì sẽ ghim ở trong thông tin cuối của clip. Rồi, tất cả chúng ta sẽ xin chào và hẹn gặp lại fan nha. Mini show Hồ Văn Cường, khách mời đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn. Vậy sẽ sơ gì dễ hiểu ha, dù sâu nó là 36.
À, cái này là không phải làm việc với giám đốc Lê Dũng mà làm việc với bên ekip thiết kế âm thanh ánh sáng đó, thiết kế sân khấu đó cả nhà. Em sẽ kê cái đế lên khoảng tầm chính xác luôn là 42. 42 sẽ ngồi phụ ở đây để khi mà bỏ ba cái lạc vào thông tin trong nội tức là trong ha, hôm qua nè à, bữa nay ngày mai là trong 3 ngày đó kể để cả ngày 30/4 dài 2m30 đây, và tấm thứ hai là 1m30 nhân 50, nó sẽ cách mỗi màn hình nó sẽ cách 50-50 và cái màn hình cuối cùng là 50 nhân 1m và khi anh Quang nhìn đó, thì nó sẽ thẳng đúng không? À, thưa đại gia đình, vừa rồi á, các anh chị cũng đã xem, quý vị đã xem cả bạn Thanh Lịch là giám đốc công ty sự kiện Thanh Lịch cùng với tất cả các anh công em ty sự kiện Thanh Lịch đang tập trung cùng với nhà sản xuất là S Văn Ngọc để cùng nhau nhanh nhất có thể để chúng ta tạo ra một cái chương trình mà đúng với tiến độ và đúng với tất cả những cái dự định ban đầu. À, có một số lý do tại sao chúng tôi sẽ thay đổi địa điểm thì một chút xíu nữa đây sẽ chia sẻ đến tất cả đại gia đình được biết. Thì hiện tại trên tinh thần là hoàn thiện sân khấu theo một cái timeline coi như là rất là sát nút, cho nên là tất cả anh em từ nhà sản xuất cho đến đơn vị tổ chức sự kiện Thanh Lịch và tất cả các anh em cũng như là ekip đã gần như là ngày đêm, mấy hôm nay là mất ăn mất ngủ để tập trung vào cái mini show Hồ Văn Cường và khách mời đặc biệt đó chính là anh Ba Ngọc Sơn cùng với các học trò. Thì hiện nay xin được thông báo đến tất cả các anh chị em, quý vị khán giả và đại gia đình, địa điểm của chúng ta sẽ được tổ chức long trọng tại trung tâm hội nghị sự kiện Ánh Dương, nằm trên trục đường đó chính là số 1138 tỉnh lộ 43 phường Bình Chiểu thành phố Thủ Đức, và đây chính là trung tâm hội nghị sự kiện Ánh Dương nha cả nhà. Thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình là từ lúc 19 giờ cho đến 22 giờ, tuy nhiên đại gia đình của chúng ta sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian chắc khoảng tầm 18 giờ mình nên có mặt để cùng nhau giao lưu và chụp hình check in ở sự kiện, và mong rằng với sự cố gắng quyết tâm từ nhà sản xuất S Văn Ngọc cũng như đơn vị tổ chức sự kiện Thanh Lịch. Thanh Lịch. Chúng tôi sẽ đơn vị tổ chức sự kiện Thanh Lịch nhưng đảm bảo được tất cả những yêu cầu về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy và tất cả những vấn đề liên quan để làm sao chương trình mini show của Hồ Văn Cường cũng như khách mời đặc biệt là anh Ba Ngọc Sơn cùng với các học trò sẽ diễn ra tốt đẹp và tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ đến với tất cả các fan hâm mộ. Xin chân thành cảm ơn. 1, 2, 3 yeah. Chào tất cả các bạn. Rồi. Đó, cả nhà ơi, như vậy là S Quang Ngọc đã đăng và thêm một cái thông tin nữa là làm việc với bên công ty sự kiện, và đây sau đó S Quang Ngọc đã đưa cho đăng cho khán giả xem cái thiết kế sân khấu tại cái buổi biểu diễn của chỗ trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương trên màn hình LED nha cả nhà, cái này là trên màn hình LED đấy. Nhìn thì bên công ty thiết kế âm thanh ánh sáng sự kiện người ta sẽ làm để cho sân khấu nhìn nó lung linh hoành tráng cả nhà nha. Như vậy là quý khán giả nào mua vé thì sẽ được hỗ trợ 100.000 xe đưa đón ha, 100.000 tiền xe. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào ngay trang Hồ Văn Cường Fan Club để các bạn có đăng thông tin gì. Trang Hồ Văn Cường Fan Club là trang này nè nha, trang này là của các bạn quản trị viên để thông báo những cái thông tin quan trọng liên quan đến show diễn cũng như là trực tiếp live stream những cái gì mà quan trọng của fan club ha. Thì các bạn ấy ở đây, các bạn ấy để Xuân Mỹ coi coi, các bạn ấy đã đổi cái poster rồi nè, cũng trung tâm tiệc cưới hội nghị Ánh Dương ha, đây ha nè. Nha. Đó, bên poster cũng các bạn ấy cũng đã đổi ha. Rồi. Phần bình luận để Xuân Mỹ xem phần bình luận các bạn ấy có thông tin gì thêm không. Rồi, bên Hồ Văn Cường Fan Club này trang group chung.
bên group chung thì các bạn ấy chưa có thông báo, để coi coi có thông báo hỗ trợ xe gì không nha cả nhà. Đây, cái group này cũng vậy, group kia cũng vậy, tức là bên FC chưa có thông báo về việc hỗ trợ xe ha. Khi nào có thông báo việc hỗ trợ xe thì Xuân Mỹ sẽ, cái group bên đây cũng chưa nè. Nè, cái group này thì chỉ mới là thay đổi cái poster thôi, xe cái trang fanpage của Cường ha, chưa có thông báo về việc hỗ trợ xe của FC. Rồi group này cũng vậy nè, group này nè. Ha, đây. Cũng chưa có thông báo gì liên quan tới hỗ trợ xe, mà chỉ mới có thông báo, mới có xe cái thông tin của S Quang Ngọc thôi nha. Đây, mới thông báo xe cái thông tin về địa điểm của công ty S Entertainment. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin có ý kiến như thế này nè cả nhà. Vào trưa ngày 26 á, hôm nay Xuân Mỹ nói chuyện thì nói về vấn đề này, vì vấn đề này nó quan trọng. Vấn đề này nó quan trọng và nó ảnh hưởng tới show diễn của Cường, cho nên là Xuân Mỹ nói thẳng tên là bạn Tèo Em. Trưa ngày 26, bạn Tèo Em đăng trên trang, trên group Hồ Văn Cường, yêu thương và bảo vệ Hồ Văn Cường, mà do Tèo Em lập ra, về cái việc thông tin thay đổi địa điểm. Vào trưa ngày 26 thì cũng có khán giả hỏi Xuân Mỹ rồi nha. Bạn ấy đăng xong rồi bạn ấy livestream. Đây. Nâng cấp điểm diễn show 30 tháng 4 Hồ Văn Cường Ngọc Sơn sang Gala Sencho 415 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình nhé cả nhà. Không gian sang trọng, ấm cúng, chào đón cả nhà. Rồi liên hệ Zalo Tèo Em để nhanh tay mua vé. Thì cái này cũng có thể do bạn ấy đang giữ một số lượng vé lớn của show này, cho nên bạn ấy đăng thông tin này. Nhưng mà thông tin về việc điểm diễn của show á thì là thông tin của bầu show và những cái người liên quan trong ekip. Ví dụ nếu chúng ta theo dõi Cường thì phải là trợ lý của Cường đăng trên fanclub hoặc là Cường đăng trên fanpage. S Entertainment ngày 26 tháng 4 chưa có động thái, 26 tháng 4 vừa rồi chưa có động thái gì. Thì cũng có khán giả hỏi Xuân Mỹ chứ cả nhà. Khi khán giả thấy là bạn Tèo Em đăng như thế này thì khán giả phải hỏi Xuân Mỹ chứ. Tại vì Xuân Mỹ cũng làm thông tin, Xuân Mỹ đây có đăng kèm cái poster nha cả nhà. Nè, có đăng kèm cái poster của Cường lên đây và những cái hình ảnh ở chỗ mà bạn ấy nói là trung tâm, chỗ Gala Central. Thì bạn ấy đăng kèm nha, đăng kèm những cái hình ảnh chỗ Gala Central và cái poster. Cái này cũng có thể do bạn ấy đang cầm vé nhiều cho nên là bạn ấy muốn đẩy nhanh vé và thông báo nhanh. Nhưng mà bạn ấy quên một điều là cái việc thông báo giờ địa điểm diễn show á, thông báo liên quan, nói chung là thông báo liên quan tới show diễn, mình phải tuân thủ một cái nguyên tắc chung để ban tổ chức người ta ra thông báo. Nếu như mình muốn bán vé theo kiểu này, mình đang giữ vé thì mình nên nói ở trong nhóm riêng của mình thôi. Và chỉ cần nói là thông tin em nghe ban tổ chức nói là sẽ dời điểm diễn nhưng mà chưa biết chính xác, tại vì ban tổ chức người ta chưa thông báo, mà mình nói chính xác cái điểm diễn ra thì mình cũng vội vàng luôn, tại vì ban tổ chức phải thông báo trước cái đã, rồi mình từ cái dẫn nguồn từ ban tổ chức. Còn ở đây là Tèo Em không dẫn nguồn luôn và chỉ để như vậy và kêu nhanh tay mọi người book vé. Thì Xuân Mỹ, theo cái nghĩ của Xuân Mỹ là bạn Tèo Em muốn bán nhanh cái lượng vé bạn Tèo Em đang cầm. Nhưng mà bạn Tèo Em quên một điều là bạn Tèo Em không phải nằm trong thành viên ban tổ chức, chỉ là một người phụ bán vé với bầu show thôi. Nó thẳng ra là vậy. Phụ bán vé với bầu show và đứng ở góc độ là fan Cường mua vé thôi. Bạn Tèo Em không phải là trợ lý của Cường là Dương Phúc hay Cẩm Tiên. Không phải là FC trưởng của fan club là Dương Phúc. Không phải là FC trưởng miền Bắc là Thiện Khôi gì hết. Không phải là FC trưởng miền Trung Hảo Lê. Không phải là FC trưởng Tây Nguyên, group trưởng Tây Nguyên Cát Linh gì hết. Đấy, tức là miền Bắc, miền Trung, miền Nam không phải là FC trưởng. Như vậy thì vai trò của mình không được quyền luôn nha. Xuân Mỹ nói thật, cái này là nói một cách nghiêm túc để chúng ta rút kinh nghiệm nghiêm túc. Về phía bạn Tèo Em và cả khán giả luôn, khán giả hồi nữa Xuân Mỹ sẽ nói tiếp. Bạn, nếu bạn biết chắc địa điểm như vậy, bạn cũng phải tôn trọng ban tổ chức là bạn không có nên đăng lên như vậy, mà chỉ nói trong nhóm của mình thôi. Vì bạn có cái nhóm chat riêng của bạn, bạn chỉ nói là cô chú anh chị
Em nghe nói là giờ địa điểm nhưng mà bên S Entertainment chưa đăng cho nên em chưa có dám đăng. Em chỉ nói như vậy để mọi người lưu ý và sẽ thông tin sớm nhất. Nhưng mà ở đây bạn định đăng một cái thông tin rất là chắc chắn là nâng cấp điểm diễn show 30 tháng 4 Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn sang Gala Central 415 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình nhé cả nhà. Và khẳng định đây là không gian sang trọng ấm cúng chào đón cả nhà mình. Liên hệ Zalo gì 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 đó, nhanh tay liên hệ Zalo, có thể là liên hệ Zalo bút vé, vì là bạn ấy nói bạn ấy ôm mấy chục vé của show 30 tháng 4 đấy. Xuân Mỹ thấy, cả nhà thấy hôm qua Xuân Mỹ, hôm kia hôm qua Xuân Mỹ đã trả lời cái việc là có ai đó kêu Xuân Mỹ hãy bán vé như thầy đi. Thì Xuân Mỹ đã trả lời, thì cái câu trả lời của Xuân Mỹ lại bị nhóm nhóm nha, Xuân Mỹ nói là nhóm, tại vì một thành viên cầm cờ lê trên kênh của Tèo Em là coi như là nhóm của Tèo Em rồi, thì nói Xuân Mỹ vu khống một cách trắng trợn và lên live. Cái cũng may là chụp được cái màn hình là Xuân Mỹ, không nói Xuân Mỹ mà Áo Tím. Áo Tím mà đó giờ cái nhóm của bạn Tèo Em nói đề cập tới Xuân Mỹ là nói Áo Tím là hả hê khi show 30 tháng 4, hả hê mong cho show 30 tháng 4 ế vé không có đó, vu khống như vậy. Và Tèo Em đã sai lầm làm cái ngày 26 tháng 4, trong khi cái công ty cái bên S Entertainment người ta đăng đăng cái văn bản của ông Lê Dũng ký này là chỉ mới ký ngày hôm qua. Đây Xuân Mỹ cho cả nhà coi nè, mới ký ngày hôm qua nè, 27 tháng 4, mới ký ngày 27 tháng 4. Như vậy là bên S Entertainment chưa thông báo chính thức điểm diễn. Và hôm qua thì S Entertainment lại một thông báo là dời địa điểm chính xác là 1138 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, hoàn toàn khác với cái thông báo của Tèo Em. Như vậy là vì cái sự nôn nóng bán vé nhanh của mình mà mình đã làm thay cái việc của ban tổ chức bầu show, là mình đã làm thay cái việc của bầu show, làm thay cái việc của ekip quản lý và làm thay cái trợ lý của Hồ Văn Cường luôn, và làm thay cái việc của FC trưởng luôn mà làm sai, đăng thông tin sai. Như vậy thì trong vòng có trưa 26 qua chiều 27 là hai, trong vòng có 24 tiếng đồng hồ, khán giả nha, ở đây Xuân Mỹ nói chung là khán giả phải tiếp nhận thông tin hai điểm diễn, hai điểm diễn dời hoàn toàn khác nhau rời khỏi Sài Gòn nay. Thì á, ngày 26 thì qua Hoàng Nhân Thụ, 415 Hoàng Nhân Thụ, quận Tân Bình, chiều 27 thì qua 1138 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Đấy, ở đây nó không có đơn giản là đăng để cho bán vé nhanh đâu nha cả nhà, ở đây là nó liên quan tới sự sống còn và kinh tế của một bầu show đấy, của một cái show diễn đấy, nó ảnh hưởng tới kinh tế của một show diễn. Ví dụ như ngày 26 mà bạn ấy nói là em nghe thông tin dời điểm diễn chỉ nói như vậy thôi thì nó khác, nhưng mà này bạn đăng chính xác dời qua 415 Hoàng Văn Thụ thì khán giả sẽ nghĩ à, từ quận 3 qua quận Tân Bình gần gần mình có thể chấp nhận giữ vé đi tiếp, nhưng mà từ quận 3 mà ra thành phố Thủ Đức thì nó đi cỡ tầm chục cây hơn, thì nó hơi xa xa đối với những người mà những người phụ nữ, show của Cường là phụ nữ đi, ví dụ như phụ nữ người ta đi bằng xe gắn máy thì nó xa xa, mà 11 giờ đêm mới tan tan cuộc thì người ta đi về khuya, người ta cũng nghi ngại nhất đó là an ninh trên đường đi rồi giao thông, an toàn giao thông nữa, người ta sẽ lo ngại chứ. Nếu như ngày 26 mà bên S Entertainment quan đăng trước rồi Tèo Em dẫn nguồn đăng theo thì nó là khác, câu chuyện nó là khác ha. Cái tin này vì tình nghĩa với nhau, vì đó Xuân Mỹ không biết nha, nhưng mà nếu mà một bầu show mà nghiêm khắc á ha, là bạn Tèo Em có thể bị kiện đấy, bị kiện đấy, chứ không phải là đơn giản nha, vì nó liên quan tới là kinh tế, liên quan tới uy tín, liên quan tới danh dự của đơn vị tổ chức và khán giả và ca sĩ nữa đấy. Thành ra tại vì là bạn ấy đăng không chỉ đơn thuần là bạn ấy đăng thông tin mà còn kèm theo cái poster của show diễn người ta ở đây nữa nè ha. Đó, một vấn đề này không phải nghiêm trọng nha. Bây giờ Xuân Mỹ xin nói lại, khán giả khi thấy cái bình, khi thấy cái tút này thì
lại bắt cái tút này đem qua kênh của chú Cụi. Khi chú Cụi like là thầy bên thầy giáo Tèo đã đăng là đổi địa điểm kìa, đổi địa điểm. Nhưng mà chú Cụi rất là tuân thủ. Chú Cụi ra là trang của fanpage Cường này nọ có lên like nói là cô chú anh chị vui lòng đợi đợi thông tin chính thống từ ban tổ chức. Làm truyền thông là phải như vậy, chứ không phải là mình nghe thông tin này chỉ là thông tin bên lề. Và tối hôm qua bạn Tèo em lên live giải thích là thông tin này là do bạn Duyên, trợ lý anh Sơn cung cấp, và Dương Phúc cũng có biết, lại đổ thừa. Lại đổ thừa quý vị. Trong khi Duyên nói với Tèo em với tư cách cũng chỉ cá nhân bên ngoài, không phải là đại diện ban tổ chức, đại diện đơn vị sản xuất là S Entertainment. Mà biết thông tin như vậy mình cũng phải chờ, mình cũng phải chờ bên S Entertainment đăng chính thức như đây, như thông tin này. Đấy. Tối hôm chiều hôm qua cách đây là 18 giờ đó. 8 giờ là đăng, lúc 6 giờ chiều hôm qua là Xuân Mỹ đã làm cái video rồi, xong là chuẩn bị kết. Khi Xuân Mỹ chuẩn bị kết thúc video thì Xuân Mỹ thấy cái thông báo này, Xuân Mỹ đọc cho mọi người ở cuối video đó. Hôm nay thì mới nói rõ lý do tại sao dời. Dời là phòng cháy chữa cháy chứ không phải nâng cấp. Chứ không phải nâng cấp như cái tút của bạn Tèo em nói. Thành ra cái này Xuân Mỹ không có ghét bỏ gì bạn Tèo em đâu nha, mà Xuân Mỹ nói chung ở đây để rút kinh nghiệm tất cả mọi người. Khi khán giả thấy như vậy, lẽ ra chúng ta phải nhắc nhở Tèo em ơi, ban tổ chức S Entertainment chưa có đăng. Các cô là bà, là mẹ, là cô. Tèo em gọi bà mẹ cô nhiều lắm, tức là vai là bà, là vai mẹ, vai cô. Thì các cô phải khuyên Tèo em gỡ đi, vì là bên ban tổ chức chưa đăng. Cẩn thận ha. Cái gì mình một tấm hình hay là một cái thông tin gì nó khác thì nó nhẹ nhàng, nhưng đây nó đã ảnh hưởng tới kinh tế, ảnh hưởng tới kinh tế của bầu show người ta tổ chức, kinh tế của đơn vị tổ chức. Xuân Mỹ nói cái này để chúng ta nghe, để chúng ta suy nghĩ và rút kinh nghiệm sâu sắc là về sau đó nha, chứ không phải là vì mình sốt sắng, mình nôn nóng trong cái chuyện bán vé ra là mình đăng thông tin sai sự thật. Mình cho dù mình biết mà bạn Duyên không phải là đơn vị tổ chức, bạn Duyên chỉ là một trợ lý của anh Sơn, cũng là trợ lý của ca sĩ khách mời đặc biệt. Mặc dù mình biết rõ là anh Sơn là người đứng sau lưng cái show diễn này, nhưng mình cũng không có vì là Duyên là trợ lý anh Sơn rồi mình đăng lên như vậy. Bây giờ hỏi Duyên, Duyên có chịu trách nhiệm về cái thông tin này không? Rồi mình nói là Dương Phúc có biết. Dương Phúc biết là gì? Dương Phúc biết thay đổi địa điểm, nhưng Dương Phúc cũng không có biết chắc là đổi địa điểm ở đâu. Và khi mà khán giả thông tin cho Xuân Mỹ, chụp cái màn hình này gửi cho Xuân Mỹ là Tèo em đã đăng, Xuân Mỹ hỏi cái đội ở trên Sài Gòn, đội trên Sài Gòn liên lạc với Cường nha. Cái này Xuân Mỹ nói với cả nhà là chiều ngày 26, là tầm khoảng 2-3 giờ chiều ngày 26 sau khi Tèo em đăng cái tút này, là Cường trả lời như thế này nè. Đây là thông tin Xuân Mỹ nắm được từ Cường vào chiều ngày 26 nè. Cường nói với cái đội trên Sài Gòn là tại vì đội người ta cũng thắc mắc là sao Cường chưa đăng trên fanpage, thì Cường nói là bác ba Ngọc Sơn mới chỉ thông báo là show 30 tháng 4 giờ địa điểm diễn, nhưng chưa biết giờ ở đâu, cho nên Cường chưa có thông báo trên trang fanpage. Đấy, Xuân Mỹ nói cái này nghiêm túc. Xuân Mỹ thì vì là chắc chắn là mọi người sẽ hỏi, tại vì Xuân Mỹ cũng truyền thông về show này mà, thì khán giả Xuân Mỹ cũng sẽ hỏi khi thấy là bạn Tèo em đăng, thì Xuân Mỹ mới trả lời với nhắn tin thôi, cái này tin nhắn. Xuân Mỹ trả lời với khán giả của mình qua tin nhắn, mà cái người đó thắc mắc đó là bạn Cường đã trả lời với đội của mình là bác ba chỉ mới thông báo giờ điểm diễn chứ chưa thông báo chính xác diễn ở đâu. Đấy, chỉ một cái phần xác nhận như vậy thôi, chỉ cần một cái xác nhận như vậy thôi là Xuân Mỹ đã nói là Xuân Mỹ đâu có đăng đâu cả nhà, thấy không? Và vào trưa ngày hôm qua là S Entertainment cũng chưa đăng, và Cường cũng chưa đăng, fan club cũng chưa đăng gì hết. Thì Xuân Mỹ nói với cả nhà là show diễn 30 tháng 4 có chút xíu điểm mới, có một chút tin mới, nhưng mà Xuân Mỹ chờ ban tổ chức đăng thì Xuân Mỹ sẽ truyền thông cho mọi người. Cả nhà nhớ không? Video ngày hôm qua là Xuân Mỹ có nói, trưa hôm qua Xuân Mỹ cũng có nói liên quan tới vấn đề thay đổi này, là Xuân Mỹ biết có đổi điểm diễn nhưng mà chưa chính xác là ở đâu. Thành ra là phải chờ bên ban tổ chức. Xuân Mỹ nói cái này có thể từ trước tới giờ bạn Tèo em không ưa Xuân Mỹ, khán giả của bạn Tèo em cũng không ưa Xuân Mỹ, nhưng mà chúng ta phải cẩn trọng. Chị Hương Trương mới chỉ đăng một vài bức hình, hình đó là hình thật. Hình thật là chị Hương đi show chụp với Cường và được
đổi backdrop thôi, đổi background thôi, đổi background hình hai cô cháu từ những cái góc nào đó đổi thành là phim hoạt hình, đổi thành là ảnh hoàng gia, ảnh cung điện hoàng gia thôi, backdrop là cung điện hoàng gia, còn ảnh là ảnh thật, ảnh thật hai cô cháu chụp. Chị Hương vừa đăng lên lập tức người của nhóm Tèo Em nhảy vô bắt người ta gỡ, bắt người ta gỡ, và bạn quản trị viên cũng kêu chị Hương gỡ. Gỡ xong rồi bắt đầu mình lên like, mình nói là ảnh nó giống cô dâu chú rể, giống đôi tình nhân bla bla. Một tấm ảnh đơn giản là hai cô cháu chụp, ảnh đó là ảnh gốc có chụp ở ngoài đời, chỉ ghép cái background là phim hoạt hình và cung điện hoàng gia rồi thôi. Thì mình lập tức mình chỉ trích người ta làm như vậy, ảnh hưởng tới tên tuổi của Cường, ảnh hưởng tới hình ảnh của thằng bé, làm người ta anti-fan nghĩ sai về thằng bé. Trong khi show diễn của thằng bé rất là quan trọng thì mình, ban tổ chức chưa đăng thì mình lại đăng trước rồi. Mình đăng trước. Và khi ban tổ chức chính thức thông báo cái điểm diễn nó không có giống với cái thông tin mình đăng trước đó, chỉ trong vòng 24 giờ hai điểm diễn dời khác nhau từ quận 3 sang Tân Bình, trong khi người ta nói từ quận 3 dời ra thành phố Thủ Đức, nó khác nhau hoàn toàn ha. Mình Xuân Mỹ xin nhắc lại với bạn Tèo Em như vậy, bạn là YouTuber cũng giống như Xuân Mỹ, có thể kênh của bạn lượt view, lượt like, lượt gì nhiều hơn ha, khán giả xem đông hơn, thì bạn cũng chỉ là YouTuber. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu nói fan thì bạn cũng chỉ là một fan đơn thuần là fan của Cường. Bạn cũng chỉ là một fan đơn thuần fan của Cường, mới đến với follow đi, mới follow Cường từ năm 2021 tới giờ. Còn Dương Phúc và Cẩm Tiên là một fan cứng từ đầu 2013 tới giờ. Và Dương Phúc, Cẩm Tiên còn là một trợ lý đi theo Cường, làm những cái việc mà hỗ trợ Cường trong cái việc đi biểu diễn. Đó, bạn là một fan bình thường. Thứ hai, group của bạn là group yêu thương bảo vệ Hồ Văn Cường, là group tự phát, là tự bạn lập, và những ai thích thì vào đó xem. Không phải group chính thức như FC Miền Nam có cái số tài khoản quỹ hoạt động của group được mọi người fan đóng góp vào ha. Group của bạn cũng chỉ là không chính thống, cũng là một group nhỏ trong cái lực lượng fan của Cường, không phải là một group chính thức như FC Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Đấy, không có được, group của bạn không có được FC giới thiệu lên là group chính thống ha. Thứ ba là bạn bán vé, là bạn chỉ là một cá nhân, giống như nói nôm na ở ngoài người ta gọi là cò vé đó, một cá nhân đứng ra bán vé tiếp cho bầu show thôi. Tiếp cho bầu show, bạn không phải là đơn vị tổ chức show diễn, bạn cũng phải là trợ lý của ca sĩ nào, bạn cũng phải trợ lý của bầu show. Thành ra là mình chỉ là một, nói chính xác tên ở ngoài đời, người ta gọi là cò vé. Còn FC người ta có vai trò trách nhiệm của người ta thì không nói, còn mình ở ngoài, mình đứng ở ngoài mà mình đâu có làm gì vai trò trong FC của Cường, cũng không có vai trò gì trong ban tổ chức show diễn, thì chính xác tên gọi là một cò vé thôi. Thì mình hỗ trợ bán vé giỏi thì mình được bên show tín nhiệm cho mình bán vé. Có những ở ngoài đời, thật sự ở ngoài đời có những người làm cò rất là giỏi, rất là giàu, nhưng mà không có vai trò gì trong các cái tổ chức hết, chỉ là nhanh tay lẹ miệng rồi đi làm cái việc đó thôi. Thì cái này Xuân Mỹ không có, hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Đấy, liệt kê ra, hoàn toàn bạn không có dính dáng gì tới show diễn, nhưng mà đăng một cái thông tin mang tầm, mang tính chất rất là liên quan đến show diễn và nó ảnh hưởng tới quyền lợi kinh tế của người ta. Đây là một trong những cái bằng chứng nha mà bầu show có thể kiện bạn đấy. Nhưng mà bên ekip anh Sơn với bạn thì tôi biết rồi, họ rất là tình cảm với Cường nữa. Thành ra là có thể họ bỏ qua cho bạn lần này, nhưng mà rút kinh nghiệm sâu sắc nha. Hồi trước giờ Xuân Mỹ thật sự mà nói, bây giờ Xuân Mỹ quay lại nè, khán giả vì một cái tấm hình thôi, không thích cái khung cảnh hoàng gia chị Hương Trương ghép với hơi Cường vô đó thôi, là mình lập tức mình nhảy chồm chồm lên, mình làm rum beng lên để cho chị Hương Trương, cái sự góp ý của mình quá đáng luôn, để chị Hương Trương phải rút khỏi FC, cái group FC luôn, và không có tham gia gì hoạt động của FC luôn. Mà chị Hương Trương là chỉ là đơn thuần là một người yêu thương Cường, cái tấm hình đó nó không có nói lên gì giá trị kinh tế hết.
mà tự mình suy diễn thôi, tự mình xem, tự mình suy diễn, trong khi show diễn của người ta dời từ địa điểm này sang địa điểm kia là nó ảnh hưởng tới giá trị kinh tế, nó có liên quan tới sự sống còn của một bầu show, của một dàn ca sĩ, của những cái ekip tham gia vô cái show diễn ngày 30 tháng 4. Mình không có lường trước được những cái hậu quả. Nếu như nó có cái gì đó, một chỉ cần là một đơn kiện thôi, hoặc là một cái khiếu kiện gì đó của khán giả, là bầu show có thể mời bạn Tèo Em lên làm việc theo tư cách là pháp luật, có luật sư đàng hoàng đấy. Thật, cái này sự hiểu biết của Xuân Mỹ nói để mọi người cùng rút kinh nghiệm. Chúng ta yêu thương ai đó, ví dụ quý khán giả yêu thương ủng hộ Tèo Em, thì quý khán giả phải có một cái lời khuyên. Lời khuyên bởi vì là rõ ràng ngày 26 S Entertainment chưa có động thái gì, Cường cũng chưa động thái gì, fan club cũng chưa động thái gì. Và tới nguyên ngày 27 hôm qua cũng vậy, tới chiều hôm qua thì S Entertainment mới lên. Và từ trưa hôm qua là vẫn khẳng định, khán giả bên kênh Tèo Em qua kênh Cụi vẫn khẳng định là dời điểm diễn. Đấy ha, thì Xuân Mỹ xin chia sẻ cái điều này để chúng ta thấy rằng có những việc nó nhẹ như lông hồng thì chúng ta lại làm cho nó to chuyện lên, làm tới tổn thương tới cái tinh thần, lòng tự trọng của người ta. Còn những chuyện lớn như vậy thì lại coi như nhẹ tựa lông hồng, và còn vô an ủi nữa. Like ngày hôm qua bạn Tèo Em nói là tin này do bạn Duyên cung cấp, bạn cũng không được lên like đổ thừa người ta như vậy. Rồi do bạn nói là bạn nhắn tin cho Dương Phúc biết, cũng không nên như vậy. Nguồn tin của mình phải giấu. Ai đó cho tin mình cũng phải giấu. Hồi trước giờ Xuân Mỹ biết tin chính xác, giờ Xuân Mỹ nói chung là Xuân Mỹ đón vậy nghe. Và luôn luôn lúc nào Xuân Mỹ cũng nói là phải chờ. Có một câu thòng là luôn luôn lúc nào cũng nói là mình đón vậy thôi, chứ để coi chờ ban tổ chức, chờ Cường thông báo làm sao rồi mình mới đưa thông tin chính xác. Chưa bao giờ cái lời của Xuân Mỹ nói cái câu nào ra mà nói là tin là chính xác. Bởi vì luôn luôn nào cũng có cái câu là tin hành lang em nắm được từ ai, đội nào trên Sài Gòn, đội dùng đội chung. Chưa một cá nhân nào mà Xuân Mỹ nêu tên lên khi người ta cho tin mình hết trơn. Thông tin xung quanh Cường luôn luôn lúc nào Xuân Mỹ cũng nói cái đội là sao, là rất là nhiều người hỗ trợ Cường đấy. Còn hôm qua bạn nói là bạn biết thông tin từ Duyên không phải là nằm trong ban tổ chức của S Entertainment, dù biết rằng Duyên cũng có dính dáng trong đó, nhưng mình phải tôn trọng cái người cho tin của mình ha. Ở đây là cái sự tôn trọng nguồn tin. Cả nhà biết từ hơn 2 năm qua tin tức của Xuân Mỹ đến với cả nhà có biết ai cho không? Không bao giờ. Khi Xuân Mỹ làm việc chính thức với ai thì Xuân Mỹ nhắc tên người đó, nhưng mà thông tin mà người ta nói là thông tin này đợi em đăng chính thống thì là luôn luôn nào Xuân Mỹ cũng nói Xuân Mỹ nắm được tin hành lang, tin từ đâu đó, hoặc là Xuân Mỹ nói tự mình dự đoán. Nhưng khi đó cái sự dự đoán của Xuân Mỹ là nó đã có cái nguồn tin người ta cho rồi, nhưng Xuân Mỹ chưa bao giờ kêu ai tên ai. Rất là nhiều người cho tin Xuân Mỹ nhưng chưa bao giờ Xuân Mỹ ghéo tên người ta lên, vì đó là sự tôn trọng nguồn tin. Tèo Em làm vậy mai mốt liệu bạn Duyên có dám cho tin Tèo Em nữa không? Liệu bạn Phúc có dám trao đổi với Tèo Em nữa không? Khi lỗi là lỗi do mình lên mình nhận cái này là em xin nhận sơ sót. Rồi mình lên mình nói ngược dòng yêu thương, mình nói gì yêu thương theo Cường là khó, là phải gì đó vất vả như gì đó, mà mình không nói cái là lỗi do mình, là nhận lỗi, xin lỗi và cảm ơn là hai từ nó rất là đơn giản, nhưng phải được bố mẹ dạy cái đứa trẻ từ lúc biết nói cho tới lúc trưởng thành. Và lúc nào cũng vậy, sai thì mình cứ nhận sai, người ta yêu thương người ta sẽ bỏ qua cho mình, không vấn đề gì. Còn cái này mình lên mình đổ thừa do người này cho mình, người kia cho mình, ai cũng biết mình không phải mình đưa tin vịt, tin của mình sai hoàn toàn mà không phải đưa tin dịch. Vậy là mình đổ thừa là Duyên đưa cho mình tin sai, mình đổ thừa là Dương Phúc đưa cho mình, xác nhận với mình là tin sai. Trong khi Dương Phúc nói là Dương Phúc chỉ biết là đổi địa điểm thôi, chứ không có biết là đổi địa điểm ở đâu. Dương Phúc chưa bao giờ khẳng định là tin đó là chính xác ha. Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thời lượng video hơi dài, hôm nay sẽ không có cái phần an ninh trật tự nữa, vì tin an ninh trật tự hôm qua Xuân Mỹ đưa với cả nhà rất là rùng rợn rồi. Thì cái vụ việc ở Xuân Mỹ xin nói như vậy để cả nhà đừng phan, đừng giận hờn gì Xuân Mỹ, và bạn Tèo Em cũng đừng bực bội gì Xuân Mỹ, mà hãy suy nghĩ cho thật kỹ nha. Vì cái sự hiểu biết của Xuân Mỹ nói ở đây, vì
sẽ có sau này, bởi vì Cường còn rất là nhiều show nha. Cuộc đời ca hát của Cường còn dài lắm, mới 21 tuổi thôi mà. Thì chúng ta rút kinh nghiệm sau này, có những cái show diễn sau này, chúng ta thân thiết với bầu show cỡ nào cũng vậy, chúng ta không nên đăng tin trước bầu show ha. Chúng ta thân thiết với Cường cỡ nào, chúng ta thân thiết với Dương Phúc, Cẩm Tiên cỡ nào, chúng ta cũng phải đợi fan club đăng trước rồi chúng ta mới dẫn nguồn. Đợi Cường đăng trước chúng ta mới dẫn nguồn. Tèo em đăng ngày 26 nhưng mà tới chiều 27 S Entertainment, tức là 24 tiếng đồng hồ sau, S Entertainment mới xác nhận, đăng tin và xác nhận với khán giả là do bên Sài Gòn Night không có đảm bảo phòng cháy chữa cháy, chứ không phải là nâng cấp điểm diễn như là Tèo em nói. Hai nội dung, hai nguyên nhân khác nhau, hai nguyên nhân dời show, dời điểm nó khác nhau. Mà dời điểm trên Tèo em đăng là sai hoàn toàn. Dời điểm của S Entertainment là Thủ Đức, tức là nếu như Tèo em không đăng cái tin này, người ta sẽ chỉ, khán giả sẽ biết là dời từ Sài Gòn Night qua Thủ Đức đó, qua trung tâm hội nghị tiệc cưới Ánh Dương thôi. Dời từ Sài Gòn Night qua trung tâm tiệc cưới Ánh Dương. Còn Tèo em đã đăng cái này ngày 26 thì cái tiếp nhận thông tin đầu tiên của khán giả, người ta sẽ tiếp nhận dời từ Sài Gòn Night qua Tân Bình, qua 415 Hoàng Văn Thụ Tân Bình. Sao? Tức là chưa đầy 24 giờ người ta nhận được một cái tin, tin này mới chính xác nè, là dời từ Sài Gòn Nai qua 1138 phường Bình Chiểu. Đấy, Thủ Đức. Tai hại lắm đó nha, Tèo em nên rút kinh nghiệm và nên thẳng thắn nhìn nhận cái sai của mình, đừng có đổ thừa bạn Duyên hay đổ thừa bạn Phúc. Mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, mình đủ nhận biết cái nào là quan trọng, cái nào không quan trọng. Một cái tấm hình của chị Hương thôi mà Tèo em lên live suy diễn đủ các kiểu, và suy diễn ra tới thành cặp tình nhân, và ẩn ý là phi công trẻ này nọ nữa, máy bay bà già phi công trẻ nữa. Không nên, không nên như vậy. Mình nên tôn trọng. Và mình, bây giờ Xuân Mỹ nhắc lại, nói gì nói có giận Xuân Mỹ cũng, Tèo em chỉ là một YouTuber giống như Xuân Mỹ, là một fan của Cường ha, là một YouTuber, là một fan của Cường. Cái group đó cũng không phải là group chính thống, chỉ là một group tự Tèo em lập. À, thứ ba, Tèo em cũng không phải nằm trong bồ show nào, chỉ là một cò bé bình thường thôi. Nói như vậy để chúng ta hiểu một cách thực tế rằng có những vụ việc chúng ta đưa tin, đưa tin trên truyền thông nó rất là quan trọng. Có những vụ việc chúng ta đưa tin, chúng ta đưa như thế nào để đừng có ảnh hưởng tới cái sự kinh tế, vật chất liên quan tới Cường nữa. Rồi người ta sẽ nói, người ta sẽ nói đó, bạn sợ ăn, bạn, người ta chỉ lên một cái tấm hình thôi là bạn nói coi chừng anti-fan nói đây là đôi tình nhân, coi chừng anti-fan nói phi công trẻ, máy bay bà già gì. Trong khi một cái tin của bạn như vậy, anti-fan nó sẽ nói lơm cơm, nó sẽ nói lơm cơm và nó sẽ chửi tới Bắc Ba và nó sẽ chửi tới Cường. Đây là một cái vết mà không ai mong muốn, bạn đã làm mà không ai mong muốn. Chắc chắn ở đâu đó sẽ có một vài người, ở đây Xuân Mỹ nói một vài người là Xuân Mỹ đã tiếc nhẹ rồi đó, chứ là anti fan lúc nào cũng, nó cũng rình. Bạn biết nói là anti fan lúc nào cũng rình, rình, nhưng mà chính bạn lại sơ hở, bạn không cẩn trọng, bạn lại sơ hở để cho cái này lọt ra ha. Mà lên live tối hôm qua, lên live thay vì xác nhận là em nắm nguồn tin chưa chính xác, xác nhận đại cái câu vậy đâu có ai làm gì mình đâu, mình lại lôi bạn Duyên với lại là bạn Phúc ra. Mình lại lôi bạn Duyên, bạn Phúc. À, Duyên cũng biết cái tin này, Phúc cũng biết cái tin này, như vậy là họ cho bạn tin sai, bạn đổ thừa họ rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Đừng bao giờ làm vậy lần thứ hai nữa nha Tèo em. À, Xuân Mỹ, trước giờ Xuân Mỹ không có gọi tên, nhưng hôm nay nói tên để làm chi? Để bạn ấy nhìn nhận một cách sâu sắc rằng bạn ấy đã sai. Sai thì nhận sai, đừng có lấp liếm đổ thừa ai hết trơn ha. Rồi, Xuân Mỹ nói với cả nhà là bên S Entertainment hỗ trợ 100.000 cho mỗi vé để quý vị săn xe, nhưng mà bên fan club chưa có đăng, chưa có đăng cái việc hỗ trợ xe gì đây trơn nha. Nghe nè, fan club chưa có đăng gì nha, fan club này chưa có đăng. Và cái fan club bên Cường, bên bạn Tiên, bạn Phúc làm quản trị viên hỗ trợ đó, đây coi như là trợ lý đi, cái fanpage này là trợ lý của Cường, chưa đăng gì hết luôn nha. Nha, cho nên là có hỗ trợ xe hay không, Xuân Mỹ sẽ chia sẻ với cả nhà trong những video tới. Còn bây giờ video, thời lượng video hơi dài, nói như vậy để rất mong quý khán giả xa gần hiểu và chúng ta có cái sự suy nghĩ
trầm lại, sâu sắc một chút xíu, liên tưởng và suy nghĩ tất cả những gì Xuân Mỹ nói nó có đúng không, nó đảm bảo quyền lợi cho ai. Ở đây không vì mục đích cá nhân và Xuân Mỹ cũng không có vì ganh ghét bạn Tèo Em nha. Xuân Mỹ không bao giờ để cái tâm ganh ghét, chỉ là thấy bạn làm những cái việc gì đó chưa có sai mình góp ý, chưa có đúng mình góp ý, còn bạn ấy làm được những cái việc bạn ấy làm là cái phúc cái đức của bạn ấy, nó không có liên quan tới Xuân Mỹ đâu, nói thật nha. Còn bạn ấy làm được cái gì tốt cho Cường, tự Cường sẽ ghi nhận, Xuân Mỹ cũng không tác động gì luôn ha. Còn quý cô chú anh chị nào thương yêu Xuân Mỹ, ủng hộ kênh Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ cảm ơn. Còn không ủng hộ kênh Xuân Mỹ, ủng hộ bạn Tèo Em thì hãy khuyên bạn Tèo Em làm những việc đúng đắn như vậy thôi ha. Rồi một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Rồi một lần nữa thì chúng ta nhớ là truy cập kênh Hồ Văn Cường Official để ủng hộ bạn ấy, vì những cái sản phẩm bạn ấy đưa lên trên đây ha. Còn trang fanpage thì chúng ta chờ có những cái thông tin gì nữa thì Xuân Mỹ sẽ thông tin. Đây, trang fanpage này ha, chúng ta chờ cậu ấy ha. Đây. Đi lộn nha cả nhà. Hồ Văn Cường fanpage mở lộn trang. Sorry. Đây. Trang kia là trang giả nha, Hồ Văn Cường fan là trang giả đây, trang này. Đó. Rồi Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Xin chào. Ngày mai nắng vẫn còn.